Chiều nay, Bí thư Thành ủy Cần Thơ ông Nguyễn Văn Hiếu và ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đại diện các sở ngành hữu quan và địa phương đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Tổng công ty Điện lực miền Nam EVN-SPC do ông Lê Văn Rang, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN-SPC đến làm việc về tình hình cung cấp điện cho thành phố Cần Thơ và kiến nghị tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đối với các dự án do EVN-SPC đang triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố. Hiện nay, thành phố Cần Thơ được cấp điện từ 4 trạm biến áp 220 kV với tổng công suất 1.125 MVA. Điện thương phẩm toàn thành phố giai đoạn 2016-2020 tăng trưởng bình quân hơn 6% mỗi năm. Riêng năm 2022, tăng trưởng 9,99% so với năm 2021 và 5 tháng đầu năm nay tăng trưởng 7,8% so với cùng kỳ năm 2022. Đến nay, tất cả 83 xã, phường, thị trấn của thành phố Cần Thơ có lưới điện quốc gia, trong đó số hộ ở nông thôn có điện đạt 99,99%. Song song với công tác cung cấp điện, công tác an sinh xã hội tại thành phố Cần Thơ cũng được EVN-SPC quan tâm. Từ năm 2016 đến nay, EVN-SPC đã đóng góp hơn 2,5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, cùng với hàng tỷ đồng thực hiện các chương trình vì cộng đồng, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại buổi làm việc, lãnh đạo EVN-SPC kiến nghị thành phố giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất cho các công trình phát triển lưới điện do EVN-SPC đầu tư trên địa bàn thành phố. Trong đó, kiến nghị thành phố đưa danh mục các công trình 220 kV, 110 kV do ngành điện đầu tư trên địa bàn vào danh mục các công trình trọng điểm của thành phố để tập trung thực hiện, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho biết sẽ xác định lại trách nhiệm của các đơn vị và địa phương đối với các khó khăn vướng mắc của EVN-SPC. Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng mong muốn EVN-SPC tiếp tục ưu tiên đầu tư nguồn điện cho thành phố Cần Thơ trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, giao các sở ngành hữu quan phối hợp chặt chẽ với ngành điện để bàn thảo kế hoạch phát triển nguồn điện và đưa vào quy hoạch tích hợp chung của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn tiếp theo.